Và trên tay Trung Hậu ngay lúc này chính là kết quả của top 16 chúng tôi vừa nhận được từ tổ thư ký của ban giám khảo. Và chúng ta sẽ phải tạm biệt các thí sinh còn lại trong hành trình chinh phục vương miện của Hoa Khôi Sông Vàm khi kết quả được công bố. Và ngay bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhất của đêm thi ngày hôm nay. Giây phút công bố top 16 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong của cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022. Không biết quý vị có hồi hộp không, nhưng mà Nhật Hà và Trung Hậu đang rất là hồi hộp. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được gọi tên thí sinh đầu tiên bước tiếp vào top 16 của Hoa Khôi Sông Vàm. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, số báo danh 511. Bước tiếp vào top 15 của cuộc thi năm nay. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 325 Đoàn Thị Tuyết Xuân. Tôi xin được chúc mừng cô gái tiếp theo bước tiếp vào top 16 của Hoa Khôi Sông Vàm. Xin được chúc mừng số báo danh 510, Nguyễn Thị Ngọc Anh. Top 16 của cuộc thi năm nay đã gọi tên thí sinh Đặng Vũ Thanh Ngân, số báo danh 524. Tôi xin được chúc mừng cô gái may mắn tiếp theo, thí sinh Trần Hoàng Tố Dung, số báo danh 229. Sẽ được tiếp tục gọi tên thí sinh Lâm Huỳnh Ngọc Trân, số báo danh 517. Theo chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Lê Ngọc Phương Thảo, số báo danh 242. Số báo danh 601, Nguyễn Thị Ngọc Hiền.
Top 16 tiếp tục gọi tên thí sinh Huỳnh Đào Diễm Trinh, số báo danh 202. Thí sinh mang số báo danh 200 Lâm Tú Hoa. Cái tên may mắn tiếp theo được gọi tên vào top 16 hoa khôi sông Vàng. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thanh Thanh, số báo danh 245. Và top 16 xin được tiếp tục gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Phượng Ti, số báo danh 503. Tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 303, Lễ Đoàn Hạ Mi tiếp tục ghi mình vào top 16 của hoa khôi sông Vàng. Và một cô gái vô cùng xuất sắc được ghi tên của mình vào top 16 của chương trình năm nay, thí sinh Võ Thị Như Huyền, số báo danh 521. Chỉ còn hai cô gái may mắn tiếp tục vào top 16 trong đêm chung kết tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Thu Thảo, số báo danh 304. Như công bố, chúng tôi sẽ có 16 thí sinh xuất sắc nhất được bước tiếp vào vòng trong. Và đây cũng là thí sinh được yêu thích nhất để bạn ấy nhận được theo đề án vào top 16. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 507, Trần Thị Bé Nguyên. Sông Vàng 2022. Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho tất cả các cô gái của chúng ta được không ạ?